Thống kê của Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương cho thấy, hiện nay có trên 20 cơ sở sản xuất sản phẩm tỉnh Nghệ An đã thực hiện ký kết nguyên tắc đưa sản phẩm vào một số hệ thống phân phối hàng hóa lớn. 74 trên 403 sản phẩm tỉnh Nghệ An, 21 trên 96 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã vào được hệ thống các chuỗi cung ứng như Bixi, MM Mega Market, Lotte, Bách Hóa Xanh, Ion, Maximat và các điểm giới thiệu bán sản phẩm tỉnh Nghệ An của các tỉnh thành. Trong đó, các sản phẩm nổi bật thuộc các cơ sở như Công ty Cổ phần Biển Quỳnh với 12 sản phẩm, Công ty Bún Sạch Thành Phúc, Công ty Bánh Đa Lương Sơn với 3 sản phẩm, Công ty Dược liệu Pumat với 13 sản phẩm, Cơ sở Bánh Kẹo Đồ Lường với 3 sản phẩm, Lạc Sen của Công ty Nông Lâm Thủy Sản Xí Thắng, 2 sản phẩm. Một số sản phẩm chế biến từ nông sản đã tìm được thị trường xuất khẩu ổn định như sản phẩm chè búp có thị trường ổn định tại các nước Tây Á, sản phẩm nước mắm tiêu thụ tại thị trường Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc.